Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Ủa, anh tới sớm quá vậy? Anh đợi tôi có lâu không? Tôi luôn đúng giờ mà. Xin lỗi nha, tại vì tôi hơi bận á. Anh biết mà, tôi lúc nào cũng nhiều việc hết á. Nên là hẹn với tôi cũng không có phải dễ đâu. Nè, cái này chiến lược cũng khá đó. Hôm trước có hỏi là chọc điên mình, hôm nay lại quay qua tặng quà để dỗ dành. Sắc. Cái này là... Anh có biết á, là tặng son cho người ta là cái ý đồ gì không? Không, cái này là... Thôi được rồi, tôi biết rồi. Ôi à, anh còn cất công nghiên cứu cái màu son mà tôi thích nữa đó hả? Tôi đánh giá cao cái sự nghiêm túc của anh đó. Cảm ơn nha. Cái này là của cô mà. Lúc tôi vừa mới tới á, tôi thấy cô núp vô cây. Xong rồi á, cô chọt chọt quẹt quẹt son. Rồi cô làm rớt. Xong mới cô băng qua cái đường này. Xong rồi tự nhiên tôi tới đây á, thì cô lại xuất hiện bên này. Cô đeo kiếm. Rồi cô đi cô nhìn với cô như là không thấy tôi. Rồi cô la cô mới tới. Nó có hiểu ta? Thôi đi ăn. Đứng đi mà hồi hết đồ ăn bây giờ. Đi thì đi. Ê, đi đâu á? Thì đi ăn nè. Đi ăn hướng này, xe đậu hướng này luôn. Đi đi nè. Đi đi. Đi nhanh đi hết đồ ăn. Từ từ. Nè, tôi nói cho cô biết nha. Quán Phá Lấu là ngon nhất Sài Gòn luôn á. Bán trên 20 năm rồi đó. Dạ. Nè, tôi hỏi thiệt anh nha, anh nằm ở trong hội ế lâu năm đúng không? Không có à nha. Với lại ế đang là xu thế mà. Tôi ế là tôi đợi người tử tế để yêu thôi. Thôi đi đừng có ngụy biện. Không có ai hả mà mới lần đầu hẹn bạn của mình đi ăn mà dẫn ra mấy cái chỗ này hết trơn á. Anh nhìn tôi hỏi giản dị, thân thiện vậy thôi chứ. Hồi đó giờ tôi toàn đi ăn ở mấy nhà hàng sang trọng không à. Tôi chưa bao giờ đi ăn mấy quán lề đường vậy hết á. Ở đây khó chịu quá à. Nên cái ghế ngồi cũng khó chịu nữa. Biết tôi dẫn ra mấy cái quán này ăn á thì chịu khó mặc đồ cho nó lịch sự xíu đi. Mặc đồ ngắn cũng cỡn rồi ra đây ngồi rồi ngại tới ngại lui. Đặt vô. Cố tình làm mấy cái hành động khiến mình phải suy nghĩ mà. Còn nói là không có ý gì nữa chứ. Cái món này á, mình phải ăn với nước tương này nè mới ngon. Ê, tôi nói nè, anh đừng giận tôi nha. Hay là anh ăn hết hai phần luôn đi. Tôi không có quen ăn mấy quán lề đường vậy. Mà ăn vô bị đau bụng á. Không sao đâu, quán này vệ sinh lắm. Tôi ăn hoài tôi biết. Với lại á, cũng mất công tới đây rồi. Ăn một miếng thôi. Nếu mà ăn một miếng không ngon á, thì cô muốn tôi bù đắp gì cũng được á. Thì có hả? Ừ. Cái này hả? Ừ, nghe nè. Ê, sao ngon quá vậy? Cái vị nó lạ lắm, lần đầu tiên tôi ăn mấy món này luôn á. Ngon đúng không? Ngon thiệt á. Với lại nè, cô mà bỏ qua những món ăn đường phố như vậy á, là cô đã bỏ đi phân nửa món ngon của cuộc đời mình rồi đó. Thiệt á hả? Ừ. À, Quyên nè, thiệt ra Phát không có tiền nhiều, cho nên Phát mới mời Quyên ra mấy chỗ này. Nhưng mà không sao đâu, đến một ngày nào đó đi Phát đi làm á, mà Phát có nhiều tiền hơn nữa, Phát sẽ mời Quyên ăn ở những cái nơi mà Quyên thích. Nó lãng mạn hơn, nó ấm cúng hơn. Sao tự dưng canh đổi xưng hô vậy? Ui, nổi da gà quá, ghê muốn chết à. Cái cô này xàm. Chắc cô cũng nằm trong hội ế lâu năm đúng không? Ế gì? Muốn nói gì nói lẹ đi, tự nhiên cái Nguyên phát phát. Ghê quá. Ừ thì nói chung là mời Nguyên ra đây là muốn cảm ơn, xin lỗi. Ờ thì anh á, thì anh cũng có nhiều lỗi lầm với tôi lắm á. Xin lỗi là tôi hiểu rồi nè. Nhưng mà cảm ơn á. Cảm ơn vụ gì? Thì tôi cảm ơn cái chuyện mà cô giúp tôi minh oan cho quán đó. Còn xin lỗi thì xin lỗi vì đã hiểu lầm cô.
hiểu lầm cô là một người con nhõng nhẽo nhõng nhẽo, xí xa xí xọn, quần này áo nọ, với lại nhiều khi á tôi gọi cô bằng mấy cái tên không hay, như là xàm 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 cô nương hay là bớt xàm. Tính ra thì anh cũng không đến nỗi tệ. Nói chung á là Tú Uyên này á lòng dạ bao la bác ái như là biển Thái Bình vậy đó, không có hẹp hò để bụng mấy chuyện đó đâu, nên là mấy cái chuyện anh nói á tôi quên hết trơn rồi, không nhớ gì hết á. Ngon quá à. Ngon đúng không? Ăn thêm đi nè. Bẩm nó anh ế mà ai mà cái chén của anh bỏ vô chén tôi. Ế lâu năm, ế lâu năm mà giấu nè. Thì thôi. Ô, bạn ơi, bạn cho mình hỏi là bạn xài son gì nhưng mà bạn ăn nãy giờ không bị trôi son vậy? À, mình dùng cái son này nè. Son này nè bạn, đây là một cái dòng son mới do chính team của tụi mình nghiên cứu và sản xuất ra đó. Thành phần chính của nó là gồm có sáp ong với lại tinh dầu hoa lavender, nên bảo đảm sẽ mang lại cho bạn một cái làn môi mềm mượt với căng bóng đó. À, bạn có thử nha. Bạn ơi, bạn yên tâm đi, son của mình nó hoàn toàn, nó thành phần toàn thiên nhiên không mà. Đặc biệt đó là không có chì đâu, nên là yên tâm là môi sẽ không có bị thâm đó. Ồ, son tốt vậy, vậy cho mình xin chụp lại tấm hình để có gì mình tìm hiểu về nó nha. Nếu như mà bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về các loại son á, bạn có thể ghé showroom của mình để mà trực tiếp test sản phẩm và thử chất lượng của son nha. Với lại á, nếu mà bạn đến á, thì nhất định á, bạn sẽ được giảm giá nữa đó. Ồ, cảm ơn bạn nhiều nha. Bạn tư vấn nhiệt tình quá, chắc chắn là mình sẽ ghé rồi. Rồi cảm ơn bạn, không có gì, nhớ ủng hộ mình nha. Ê, anh có nghe nói gì không? Người ta thích son của tôi á. Nhờ có cái bữa ăn ngày hôm nay mà tôi đã nghĩ ra được một cái chiến lược PR mới rồi đó. Ôi, tôi yêu cái quán phở lấu này quá đi. Ngon mà đúng không? Ăn chén nữa nha. Chơi luôn. Cô mới nói gì? Chơi luôn. Không, ý tôi là ăn thêm chén nữa. Ăn thêm chén nữa. Cô, cho con chén nữa nha. Nè, cảm ơn anh nha. Nhờ anh á mà hôm nay tôi biết được mấy món ngon đường phố á. Có gì đâu cảm ơn. Sau này mà Quyên muốn ăn món ăn đường phố á, cứ nói Phát, ở đâu Phát cũng đưa Quyên đi được á. Mà nè Quyên, gái lứa lớn rồi ăn uống cẩn thận xíu, nãy ăn đồ ăn dính trên miệng nhìn mắc cười dễ sợ luôn á. Cô chủ cửa hàng mỹ phẩm mà không có thời gian coi gương. Có mệt quá à, đi về lẹ đi, ngày mai còn phải đi làm sớm nữa. Ủa sao vậy? Bộ Phát nói sai gì không vừa là ý Quyên hả Quyên? Không, tôi đâu có thèm quan tâm mấy cái lời anh nói chứ. Bởi tôi nói anh đó hả, mới vừa sâu sắc được một tí xíu thôi lại ăn nói sổ sàng cọc cần, ghét. Thôi Quyên cho Phát xin lỗi đi nha, tại Phát vậy đó chứ không có ý gì đâu. Xin lỗi nha Quyên, Phát hứa là Phát sẽ sửa đổi. Ủa, mắc mớ gì á mà phải thay đổi gì tôi? Thì mắc cái mớ gì bây giờ không nói đâu, sau này có cái mớ gì đi tôi sẽ nói cho Quyên biết vậy nha. À, từ từ.